Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Tuần qua, vòng loại Valorant Challenger Việt Nam được tổ chức tại 3 địa điểm gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trải qua những cuộc đấu súng nghẹt thở, 12 cái tên xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện. Lúc này, tất cả các đội sẽ di chuyển tới Hà Nội, chuẩn bị cho vòng chung kết diễn ra vào ngày 19 tháng 4 sắp tới. Trong số 12 đội có nhiều gương mặt quen thuộc làng eSports Việt như Clary cùng Studio Glory, Setbrook eSports hay Division X Gaming. Đáng chú ý, vòng chung kết Valorant đầu tiên do VNG tổ chức xuất hiện một đội tuyển toàn nữ, Tiamat. Năm cô gái xinh đẹp của Tiamat. Con gái thi đấu eSports đã hiếm, dòng game FPS lại càng ít hơn. Những cô nàng xinh đẹp đã xuất sắc vượt qua vòng loại với những chiến thắng vang dội. Được biết, Tiamat hiện đang thi đấu với 5 tuyển thủ chính trong đó 3 thành viên hiện đang ở Hà Nội, một thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh và một thành viên tại Đà Nẵng. Dù phải thi đấu online, nhưng Tiamat vẫn thể hiện khả năng phối hợp cực ăn ý, đó là nhờ kinh nghiệm nhiều năm chơi game FTS của đội trưởng sinh năm 1994, Chidori. Trong khi đó, cô nàng tay to nhất phải kể tới Ensense. Ở vòng loại, có trận đấu cô nàng đạt 40 điểm hạ gục chỉ trong một map đấu lịch trình giải Valorant Challenger Việt Nam. Tổng số tiền thưởng dành cho vòng chung kết Valorant Champion Tour 2021, Việt Nam Sơ Tây 2 Challenger sẽ lên tới 540 triệu đồng, với 200 triệu đồng dành cho nhà vô địch. Ngoài tiền thưởng, hai đội xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam dự vòng chung kết khu vực Đông Nam Á. 12 đội tuyển góp mặt vào vòng chung kết là Serbetica Esports, Ferruf, DXG, Esports, e NHG, CanTic Gaming, 5S, EG, Fu, Tiamat, IMG. Hãy cùng theo dõi xem đội nào sẽ là nhà vô địch tại giải đấu Valorant Challenger Việt Nam mùa này. SG với sự xuất hiện của Clary là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Ảnh, Internet